Dạ em xin chào các cô chú anh chị và các bạn Hôm nay em giới thiệu bán và hướng dẫn cô chú anh chị gáp cái bố càng lẻ và bố càng dài của FCC cũng như tương đương với Honda Việt Nam của mình Vô cái đế ba càng nha cô chú anh chị Đây gọi là đế ba càng này Gọi là cái khung sắt của nó Gọi là khung xương định hình cho nó đó Thì á cô chú anh chị những cái xe mình chưa hú Thì mình có thể á, mua những cái bộ như này Vành chuông chính hãng Vành chuông chính hãng là cô chú anh chị để ý cái đình tán nó lúc nào cũng màu sẫm nè thứ nhất mình sẽ hướng dẫn cho cô chính chị phân biệt những bộ nồi thái tại vì bộ nồi thái bây giờ cô chính chị hai bị dính rất là nhiều bộ nồi thái cô chính chị để ý những cái đinh tán của người ta trên cái chuông người ta quán nguyên bộ á đinh tán màu trắng là thua rồi nha cô chính chị đinh tán phải màu đen sẫm và những cái chuông này nè những cái này khích thì cô chính chị khoan bỏ ba cái cũ mình có một bạn đưa vô nó không lệch nha bạn tại vì ngay đây nè đồ chính hãng nó sẽ khích với nhau và nó không lệch một viêm nào và tiếp tục cô chú anh chị mua những cái lá bố lá thép Đối với mình nói là bộ nồi chưa hú bộ nồi đế nhôm nó còn đẹp Thì cô chú anh chị mua thêm lá thép chính hãng như thế này Vành chuông nè Rồi lá thép chính hãng Rồi lá bố chính hãng Thì cô chú anh chị có thể dìa lắp cho mình được cái xe rất là ngon nha cô chú chị Lá bố chính hãng Lá bố chính hãng cô chú để ý những cái cạnh này nó phay sức sức sức, sức mấy cạnh này hết Tại vì hàng nhái rất là nhiều Mình chỉ cần nhìn thấy Ờ cái lá này có những cái, cái điểm này nè Cô chí anh gì nó phay xước 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 những cái điểm này gọi là hàng chính hãng dù có đóng từng cái bao bì Honda mình thấy cô chính chị hay mua những cái từng cái đóng từng mảnh mảnh bao bì Honda đó là hàng nhái rất là nhiều thì tiếp tục á mình giới thiệu cái mã bố càng lẻ chính hãng hết nha cô chính chị mình làm bộ nồi cho bộ nồi là mình làm chính hãng rất là nhiều thì bố càng lẻ là bố càng dài rồi đây mình giới thiệu bố càng dài thì cô chính chị thích càng dài thì cái bộ bố này nè không có lắp được rim cái đế rim thái nha cô chính chị mình nhắc lại không lắp được cho bố riêng thái mình sẽ lấy cái cụm bố riêng thái cho cô chính chị xem nó sẽ không lắp được cho cái cụm bố riêng thái nhiều cô chính chị mua về là người ta like nghĩa là người ta lấy cái cụm này người ta bỏ vô bộ nồi quay của cô chính chị luôn thì á cái cụm này bố này không lắp được cho cái đế này cô chính chị phân biệt cái đế riêng thái là nhìn nó như vậy vậy cái nó bấm phe luôn không có dòng sắt gì chặn lại rồi là đế riêng thái mình để đây thì cái này mình chỉ góp được cho đế riêng Việt và quay S110 là xài chung nha cô chú anh chị. Đế của quay riêng Việt dưới quay 100 là cái này nè. Nó khác nhau chỗ này thôi. Đây là của 100 nè. Thì khi gấp đế và càng tiền đó của chú anh chị phải lắp ba cái cao su mới. Mình sẽ xé ba cái cao su mới mình lắp cho cô chú anh chị xem. Đơn giản lắm. Đế và càng gồm có cái đế ba càng và lò xo ba càng lò xo ba càng này nha cô chú anh chị. Rồi tấm cái tấm chặn ba càng tiếp tục một cái lò xo lá, đây gọi là lò xo lá thì cái do cô chú anh chị thấy nó có độ cong nè, thì giống như cái nón lá nhọn lên vậy nè. Thì cái mặt nhọn lên này nè, mình sẽ quay lên trời. Đây này, mình lắp như thế này. Không được lộn cái này nữa nha cô chú anh chị. Đây nè. Đó. Nghĩa là cái cái phần này cô chú nghĩ nghĩ giống như cái nón lá mình á, cái cái đỉnh mình quay lên trời. Rồi tiếp tục về cái tấm chặn phe lại rồi mình cài phe tấm chặn rồi cài phe vô thì nhất là không được sử dụng cao su cũ lại cao su cũ lại là nó ra bố nó bị kêu thì cao su mới mình bỏ theo cô chứ gì cứ nhét cao su mới vô này. đây là cao su mới cao su mình bỏ theo là cao su xịn n n ok như có chứ gì nhét cao su vô đây mình nhét cao su vô đó xong rồi mình lắp ba càng vô thì mình xin nhắc lại ba càng này chỉ gắn được cho đế của quay dream việt nam của mình và wow, quay s cho mười đó mình lắp vô nha cô chú anh chị đây nè mình lắp vô thì á cái chỗ này nó sẽ ăn vô đây cô chú anh chị nè hàng xịn là nó sẽ khớp luôn nó không có lỏng liếc gì nha cô chú anh chị rồi mình đưa vô mình bóp vô rồi nha cô chú anh chị đây rồi tiếp tục mình đưa cái càng thứ hai vô mình để hở nó ra hết rồi cô chính chị mình đưa càng thứ hai vô rồi mình đưa thêm cái càng thứ ba vô thì lực ly tâm á cô chính chị cô chứ chị tiện lại nó không có mượt tại vì nếu biết làm cô chính chị tự làm nha rồi về là xong nha cô chính chị tiếp tục mình phải cài lò xo vô cài lò xo vô thì cái lò xo thì cô chứ anh chị móc sao cũng được miễn sao cho nó vô là được rồi đây mình móc sao cũng được nha cô chứ chị nó vô trước một đầu hết đi rồi mình tính tiếp thì cô chú anh chị uh, quen cái thế nào thì vô cái thế nấy thôi đây nó xong rồi cô chú anh chị lụm cây câm ở nhà cây câm mình mài cho thật nhọn như thế này hoặc là mình thì có cái dích hư mình mài rồi mình để vô đây mình bẫy mình bẫy nó rất là lẹ như cô chú cái căm câm á khỏi lấy cái kìm chứ cho nó màu mè cây căm mình đưa vô đây mình đưa vô đây một tay mình để vậy nè mình đè xuống mình đưa vô mình lắc lắc nó gớt vô đó rồi đây nè đây mình lắc 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 đây đưa vô mình lắc lắc cái gớt vô cô chú anh chị phải cực kỳ cẩn thận mình vô mình phải kiểm lò xo cái vô hết chưa rồi hả mình lắp cái tấm chặn ba càng lên thì cái tấm chặn ba càng nó sẽ có cái hình như thế này nè nó hình như thế này nè thì mình lắp cái tấm chặn ba càng mình quay lên trời như thế này đó cái miếng này nè cái gờ đưa lên trời tiếp tục là cái này là cái hình nón nè hình nón này có chứ gì nghĩ giống như cái nón lá mà nó nó cong nhìn giống nước lá đội thì mình đưa cái mặt nhọn lên đó mình đưa cái mặt nhọn gọi là cái lò so lá đây gọi là lò so lá này có chứ gì tiếp theo cái tấm này á nó cũng phải có chiều nha có chứ gì cái chiều nè thì một cái là nó bằng thang nè một cái là nó nhô lên nhô lên có cái cục nó nhô lên để nó giữ cái nó không cho cái phèm dịch chuyển thì mình quay cái này lên trời để ý cái mấu chốt là để ý cái chỗ này nha có chứ gì đó này nè người ta để cho không có phe thì cô chú anh chị nếu không cái sức mạnh mình không có thì mình lấy kìm bấm mình bấm sơ ở đây mình vô phe tại vì cái này mình đè xuống dưới cái lò xo lá này nó bùng bùng tại vì cái cụm bố nó quay nó hay là nó sẽ nó nó sẽ cố định bằng những cái tấm thép này thì cái cái, đầu tiên là bấm dễ nhất nha cô chú anh chị nè còn cái phe này đó cô chú anh chị để ý luôn lắp cũng phải biết lắp cái phe này sẽ có một cái mặt con con nghĩa là mặt bầu và một cái mặt thẳng thì mặt phẳng lúc nào cũng đưa lên trời và ở phe tuyệt đối ở trong bấm ra tay ga xe số gì cũng ở trong bấm nha rồi cô chú chị bấm rồi xong một phe cái phe thứ hai thì nó có thể nó dễ nhanh cô chú anh chị mà cái phe thứ ba này mình phải đè rất là nặng tay thì nó mới vô được cái phe thứ hai đây rồi cái phe thứ ba rất là nặng tay nha cô chú anh chị đây đó thế là gáp xong cái cụm bố ba càng rất là đẹp nha cô chú anh chị đây mình cho cô chú anh chị xem đó rất là đẹp rồi mình bỏ vô cái chuông thì cụm bố ba càng này nè mình chỉ sử dụng được chuông mới thôi nha cô chú anh chị chuông mới thì đây là coi như là mình đã hoàn thành một cái bộ nồi chuẩn xin rẻ tiền cô chính chị có thể sử dụng cho quay rim Việt Nam của mình. Rồi mình xin chúc cô chú anh chị thành công. Cô chú anh chị có mua hàng thì liên hệ theo số 0866830039 hoặc là cái số em thường ghi trên cái tiêu đề. Em xin chân thành cảm ơn các cô chú anh chị đã ủng hộ shop em trong thời gian qua. Em xin cảm ơn một lần nữa.